thưa quý vị nhằm lan tỏa vẻ đẹp của áo dài việt nam và giúp cho chị em phụ nữ đều được mặc và sở hữu những chiếc áo dài cho riêng mình hội phụ nữ xã hòa khánh tây huyện đức hòa đã phát động thực hiện mô hình áo dài không đồng đây cũng là hoạt động để hưởng ứng tuần lễ áo dài do hội phụ nữ các cấp phát động chương trình áo dài không đồng được hội liên hiệp phụ nữ xã triển khai từ giữa tháng 2 năm 2023. Vận động nguồn áo dài từ các mạnh thường quân, hội viên phụ nữ trên địa bàn với mong muốn ai thừa đến tặng, ai thiếu đến nhận. Đợt này hội đã nhận gần 150 áo dài từ các chị em có nhiều áo dài nhưng không hoặc là ít sử dụng. Qua chia sẻ của hội viên phụ nữ cùng chung mong muốn là làm đẹp cho chị em và để chiếc áo dài không bị lãng phí, đồng thời hưởng ứng chương trình là tuần lễ áo dài di sản văn hóa Việt Nam thì hội liên hiệp phụ nữ xã Quanh Tây tổ chức chương trình áo dài không đồng. Thì hội hy vọng là chương trình này sẽ là cầu nối của để ai thừa đến cho và ai thiếu đến nhận trở thành mô hình của hội và luôn duy trì trong thời gian tới. Mô hình áo dài không đồng được thực hiện tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây trong hai lần chương trình diễn ra các chị em đến nhận áo dài rất đông đây được xem như là món quà nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 của hội dành đến chị em phụ nữ thấy bà con mình đang lựa áo dài không đồng nên nó là tôi rất là nhiều áo dài nên không mặc tới nên nó là đành đem lên đây để cho bà con mình ai chưa có áo dài mà để mà lựa chọn cho mình một cái áo dài mà thích hợp về để mặc chương trình áo dài không đồng là chương trình không chỉ hưởng ứng tuần lễ áo dài giúp cho các chị em hội viên phụ nữ mọi ngành mọi nghề mọi hoàn cảnh đều có cơ hội sở hữu chiếc áo dài qua đó góp phần lan tỏa và phát huy giá trị của chiếc áo dài việt nam trong đời sống ngày nay